Rồi các bạn, tiếp theo coi có mẹ số 7, một cái mai cúc sơ hương. Dòng chơi lâu dài, cây khỏe mạnh. Tây tàng cù rút. À, 90 nhầm, xin lỗi. 75 nha các bạn, tính từ mặt chậu lên. 80 là tính đường kính của cái dàn tàn, cây này tròn đều tứ diện. Từng đo cái đường kính chậu lọt lầm các bạn. 40 chậu lọt lầm 40. Chậu lai thiêu xưa. Chậu này cũng giá trị lắm các bạn. Chậu không thì cũng nhiều tiền rồi. Để tôi đo vào cái đoạn eo này thử. 25 nha các bạn. Hoành đó là số 2. Hoành đó bên dưới này số 2. Rồi, giờ quay thôi, sẽ quay xem cái góc trước. Rồi lát nữa sẽ quay tứ diện sau. Đây là mình xem trước cái mặt này trước. Đây các bạn. Chủ yếu là cái cây mai mà mình khi mình quay kỹ rồi đó, thì mình mới thấy được cái độ già của cây. Cây già. Nó có một cái thẹo nè các bạn, đang gom. Còn chắc hơn ngón tay trỏ của tôi một chút. Chung là những cái tay cành này là uống nó cũng nục nạc hết các bạn, khỏe. Đúng là cái dòng này, cái giống này chơi cây lâu dài, không có giống nào qua mặt được. Tay cành cứng cáp. Cây này cái giá là 20 triệu. Các bạn nào, bác nào, chú nào có điều kiện thì sở hữu cây này về chơi. Rồi tôi quay qua cái mặt sau đó các bạn xem nha. Xây hơi khó. Đó, góc này góc mặt sau. Rồi, quay tổng thể coi từ trên xuống dưới, mặt sau của coi. Tàn tròn. Thế này thì tay này giờ mình bấm thêm các bạn, bấm cho nó gọn lại coi. Đoạn này bấm vào một chút. Đó. Rồi báo lại với các bạn coi này 20 triệu. Các bạn xem kỹ rồi tôi sẽ tiếp tục quay cái tiếp theo.